Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xét xử vụ án cháy quán karaoke An Phú, xuất hiện nhân chứng mới. Sáng 25 tháng 10, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cháy quán karaoke An Phú tiếp tục bước sang ngày thứ hai. 6 bị cáo đều có mặt đầy đủ. Trong sáng cùng ngày, các bị cáo tiếp tục được hội đồng xét xử xét hỏi nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, phiên tòa có sự xuất hiện của một nhân chứng mới. Người đàn ông này tên là Thùy, là công nhân thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho quán karaoke An Phú được Nguyễn Nhất Linh thuê. Khai với hội đồng xét xử, ông Thùy cho biết được Linh thuê đến thi công chứ không biết chủ cơ sở karaoke An Phú là ai. Ông Thùy cũng khai là có gặp bị cáo Phạm Thị Hồng một lần tại quán karaoke này. Nguyễn Nhật Linh cũng xác nhận ông Thùy cùng một số người được ông thuê đến thi công. Sau đó Linh đưa tiền công thợ cho ông Thùy để ông thanh toán cho công nhân. Linh cũng cho hay nhận thi công quán karaoke An Phú từ bị cáo Phạm Thị Hồng. Trong ngày đầu xét xử sơ thẩm, đa số các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, chỉ có bị cáo Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ công an không thừa nhận hành vi phạm tội. Theo Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, phiên tòa sơ thẩm dự kiến xét xử trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 10. Trước đó vào sáng 24 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử vụ án cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong. Chủ cơ sở là Lê Anh Xuân cùng 5 bị cáo khác có mặt đầy đủ tại phiên tòa. Bị cáo Lê Anh Xuân, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là người đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở karaoke An Phú, số 166C, đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng trên. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy ở cơ sở karaoke An Phú, ông Lê Anh Xuân đang ở nhà tại thành phố Hồ Chí Minh và được báo tin. Ngay sau đó, hai vợ chồng ông Xuân chạy xe từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương. Theo cáo trạng, Lê Anh Xuân là người đứng đầu cơ sở kinh doanh karaoke An Phú. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và hoạt động cơ sở karaoke An Phú, do Xuân chủ quan vì cơ sở có lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động và nghĩ rằng sẽ không xảy ra sự cố cháy nên không thường xuyên kiểm tra hệ thống chữa cháy. Không có lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nên không phát hiện hệ thống chữa cháy tự động của cơ sở không hoạt động được. Khi xảy ra cháy, nhân viên của cơ sở không có kỹ năng xử lý đám cháy ban đầu nên để lửa cháy lan, không dập được đám cháy, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người. Lê Anh Xuân đã có những vi phạm gồm: cơ sở karaoke An Phú có thay đổi về thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy so với hồ sơ thiết kế được duyệt trong quá trình thi công, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Xuân cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng trong quá trình hoạt động nhưng không báo cáo, lập hồ sơ thiết kế bổ sung trình cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt lại theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như không kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở theo quy định, không tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân viên của cơ sở theo quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, không xây dựng phương án chữa cháy, kế hoạch cứu nạn cứu hộ, tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn cứu hộ cho cơ sở theo quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Cựu đội trưởng phòng cháy chữa cháy khai có đến karaoke An Phú nhưng chỉ kiểm tra vòng vòng. Chiều 24 tháng 10, bước vào phần xét hỏi, các bị cáo trong vụ án cháy quán karaoke An Phú tiếp tục trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử. Ngoài việc bị cáo Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ công an phủ nhận cáo trạng, bị cáo Phạm Quốc Hùng, cựu đội trưởng phòng cháy chữa cháy cũng khai là có đến karaoke An Phú kiểm tra, chứ không phải như cáo trạng nêu là không trực tiếp đến hiện trường kiểm tra mà nể nang mối quan hệ với đồng nghiệp nên đã lập khống biên bản kiểm tra, nghiệm thu. Trả lời tại tòa, Hùng không nhớ rõ mốc thời gian đến kiểm tra karaoke An Phú nhưng khẳng định có đến. Lúc này bị cáo căn cứ hồ sơ để kiểm tra, nghiệm thu các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Hùng còn khai là đi kiểm tra karaoke An Phú một mình và có làm việc với bị cáo Phạm Thị Hồng, công tác cùng đội với Hùng. Được biết cơ sở này là chỗ người thân của Hồng. Lúc gặp bị cáo Hồng tại quán karaoke, Hùng hỏi Hồng chủ cơ sở đâu, Hồng bảo vắng mặt, sau đó bị cáo đi kiểm tra vòng vòng. Bị cáo nghĩ không có chủ đầu tư nên chỉ xem xét bằng mắt thường, không vận hành thử. Lúc đó bị cáo nghĩ do không đủ thành phần nên ra về, mặt khác cũng nể nang bị cáo Hồng là đồng nghiệp. Về phía bị cáo Hồng khai, bản thân không nhận thi công, không mua thiết bị, không liên hệ với ông Hát. Ba bị cáo Xuân cũng không nhờ Linh thi công mà chỉ liên hệ với bị cáo Hùng rằng bị cáo Xuân muốn nghiệm thu sớm về thời gian, còn nghiệm thu như thế nào thì không quan tâm. Khai với Viện Kiểm sát Nhân dân, bị cáo Hùng cho biết, thời điểm đó bị cáo Hồng nói với Hùng, sắp tới em có công trình karaoke An Phú sắp nghiệm thu, anh kiểm tra dùng. Việc Hồng khai tại tòa là không nhờ bị cáo nghiệm thu thì hoàn toàn không đúng sự thật, bị cáo Hùng nói. Trong khi đó trả lời tại tòa,
Linh, người được Hồng thuê thi công karaoke An Phú theo cáo trạng, cho biết đã nhận từ 100 đến 120 triệu đồng tiền công do Hồng thuê thi công cơ sở này. Bị cáo Lê Anh Xuân cũng cho hay đã chuyển cho bị cáo Hồng 50 triệu đồng do ba của bị cáo chỉ đạo mới gặp, chứ trước đó chưa gặp Hồng. Theo Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, phiên tòa sơ thẩm xét xử trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 10, ngoài 6 bị cáo được triệu tập, phiên tòa còn có đại diện hợp pháp của 32 bị hại cùng khoảng 100 người khác tham gia tố tụng, gồm hơn 90 nhân chứng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vụ cháy quán karaoke An Phú, cán bộ lập khống hồ sơ biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú xảy ra vào tối 6 tháng 9 năm 2022, khiến 32 người tử vong. Nguyên nhân được kết luận do chập điện. Theo kết luận của cáo trạng, quá trình xây dựng và hoạt động, ông Lê Anh Xuân là chủ cơ sở đã không thực hiện đúng quy định về trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của chủ cơ sở. Việc này dẫn đến những bất cập như không có lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở để chữa cháy ngay từ đầu nhằm hạn chế thấp nhất việc cháy lan, không tổ chức tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân viên của cơ sở để hướng dẫn các nạn nhân thoát nạn đúng cách. Hệ thống báo cháy và vòi phun chữa cháy tự động không được kiểm tra, duy tu định kỳ theo quy định, nên khi cháy không hoạt động, các nạn nhân không thể phát hiện cháy sớm để thoát ra bên ngoài tòa nhà. Đồng thời, việc ông Lê Anh Xuân xây dựng tòa nhà sai thiết kế, xây kín một số cửa sổ của các phòng gây tụ khói bên trong tòa nhà. Tòa nhà không có lối thoát hiểm ngoài hệ thống cầu thang bộ, gây cản trở đến quá trình thoát nạn của nạn nhân, dẫn đến tình trạng cháy lan nhanh, nạn nhân không thoát được và tử vong. Ông Vũ Trường Sơn là cán bộ được phân công nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế về phòng cháy chữa cháy của cơ sở karaoke An Phú và lập bản đối chiếu theo quy chuẩn. Sau khi kiểm tra và đối chiếu với các quy định, quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy, mặc dù phát hiện hồ sơ thiết kế về phòng cháy chữa cháy của cơ sở karaoke An Phú có một số nội dung chưa đảm bảo, nhưng ông Sơn nghĩ đó là lỗi nhỏ không ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nên vẫn báo cáo lãnh đạo là cơ sở karaoke An Phú đủ điều kiện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định, tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động. Mở rộng điều tra vụ án, các bị can bị khởi tố mới nhất là Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương, và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh. Theo cơ quan điều tra, thông qua mối quan hệ quen biết, Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở kinh doanh karaoke An Phú. Tuy nhiên, do Hồng không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để thi công, hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy, nên đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh, sinh năm 1981, ngụ thành phố Thuận An, thi công hoàn thiện. Sau khi thi công xong, Hồng lợi dụng mối quan hệ quen biết, đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương đã bị khởi tố trước đó, để tác động Hùng nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở karaoke An Phú. Tuy vậy, Hùng không thực hiện nghiệm thu đúng quy định mà lập khống biên bản kiểm tra nghiệm thu. Tiếp đó, bị can Hồng đưa biên bản kiểm tra nghiệm thu cho Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh, là đơn vị có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến phòng cháy chữa cháy, rồi nhờ Luân ký khống vào biên bản. Mặc dù công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh không phải là đơn vị thi công và Luân cũng không đến cơ sở karaoke An Phú để tham gia nghiệm thu, nhưng do nể nang Hồng là cán bộ công an nên Luân đã ký vào biên bản một đơn vị thi công. Từ năm 2020 đến ngày 26 tháng 9 năm 2022, Nguyễn Văn Võ là cán bộ được phân công nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở karaoke An Phú, nhưng Võ đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được phân công, dẫn đến vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi cháy, Võ còn lập khống biên bản kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy để trốn tránh trách nhiệm. Cáo trạng đã chỉ ra hành vi vi phạm của 6 cá nhân nói trên dẫn đến việc cơ sở karaoke An Phú cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!